Cái chào ông, khỏe không ông? Dạ. Ông khỏe không? Dạ. Dạ. Sen này ông hái về bán hay là sao ông? Cái này tôi mua đi báo lợn. Dạ. Nhân công chở chú nó lợn lụ đi mua, về nó báo lợn cho tôi. Dạ. Rồi nó chở tôi ra này. Dạ. Đó. Ông nay nhiêu tuổi rồi ông? 90 rồi. 90 rồi ông? Nhà ông gần đây không? Chứ vậy. Cả cho mình hiệp đó, chứ giữa cổng vô. Dạ dạ. Tôi ở gần cầu bà cô. Dạ dạ. Ngày xưa là ông đi hút tóc phải không? Dắt cái rương phải không? Nhưng mà bây giờ hấp tóc nó không hấp, nó còn có phước. Dạ. Con tre này có phước lắm. Dạ. Con tre này cũng hợp mà. Dạ. Còn nó tre này cũng hợp. Dạ. Rồi ông đi lên đây bằng gì? Đi ở nhà, từ nhà lên đây á. Hôm này nó chở cô ra đây, nó chở cho nó nằm nhà. Dạ. Rồi chiều nó về, chuyện để ai cô chở đi về. Ông nay 90 tuổi rồi hả ông? 90 tuổi rồi. Dạ. Phật kể như đất quả, Phật cho gì nhiều ngôn lắm. Dạ. Ông đọc bài thơ con nghe đi. Bây giờ tôi đọc bài thơ mới diễn cho chú nghe. Dạ. Còn bài thơ mà diễn đâu rồi. Dạ. Tôi đọc mà hay lắm. Dạ. Nếu nàng hỏi anh ở đâu? Dạ. Tôi ở nơi không trời, không đất, không gió, không mây, không anh chú cụ với nàng riêng nha. Tôi ở vào đường ra, tôi ở nơi không trời không đất chứ mới vô trần gian nơi ấy quá buồn, tôi cũng không vui. Thầy cứ bảo tụi qua đi lấy về hãy biết trần gian, nhưng muốn trần gian nào qua biết đó là tôi ở hoài cũng rơi để nắng nương gì trận gió bão hỏi tôi giờ để cái tách xuống lên nè. Tôi biết những tiền châu thấy cái đâu cũng chúa ở nhà ở đâu hết. Dạ. Này là hoài anh chánh đó. Dạ. Cái cô ở quá hoài này nè. Con thử nó kêu cho con sao rồi rồi cái chỉ bài nữa nè. Dạ. Bài nữa là ở trong nước của dạ. Mình là hai bài này con sợ nha. Dạ. Nam kỳ vượt cảnh cuối nhìn con gái con dưới con gái con thấy chồng chồng vợ con qua là bảy chút sau dưới giờ thời gian bắt chân thời gian bắt đỡ vợ chồng có đi vượt kéo hơn con dưới nước nữa rồi. Cây mình mới để mình nghe ngồi mơ tưởng nước bờ giấc ngủ bên nhà hàng trăm năm chưa em anh đến với nàng trời chơi mới nhiều chơi nhà mới mưa tháng năm trời lại mưa nhiều tháng sáu tháng bảy em ghé nhà anh tháng tám tháng chín em cấy em trồng tháng mười tháng chín trời gần cuối cổ bên bông em anh hát khúc tình ca ngày mùa lắng nghe tiếng hát câu hò mấy đôi chơi gái hát hò bên sông cây lá còn xanh như em còn trẻ con cháu trong mùa anh ghé thăm em. Em là hoa tím giữa đời hoa tím gió để đưa em về để em cầu về trong ăn cá về đồng mua đồng hai dạ. Hai bài còn cơ dạ quá hay cái bài mình ở trong nước dạ bỏ bài đi nói diễn đầu tiên hơn là cái này là được hơn là bác đặt ông đặt luôn đó là dạ. Chút khổ mình thôi dạ dạ quá đó hay dạ. Con nhớ ngày xưa ông có một chiếc xe đạp á mà tôi bán rồi dạ. Cái chiếc đó là độc quyền luôn, là con thấy không đi đâu không gặp được chiếc đó, không có đụng hàng luôn á, chiếc đó không tự thiết kế luôn à. Chiếc đó là một mình chưa bán. Dạ. Dạo đó tôi còn mạnh lắm. Dạ. Dạo chú bắt chú con chen thì con chen tự rẻ không. Dạ. Con chen giờ 2 năm rồi nhỏ không không. Dạ. Chứ tôi bán nhưng mà tôi bán nó có khó bán hơn mấy cái kia. Dạ. Nó chỉ bổn phận nó cứ mong về bán cho tôi thôi. Dạ. Chú sao được không? Dạ. Rồi bác ăn cơm uống nước gì con mua cho? Đó, cháu rồi chứ. Dạ dạ có cháu rồi hả? Dạ. Điện nhà bác gần đây không? Chưa ở cái cửa vô đó. Dạ. Đó con đường đó dẫn dạ. Cầu bà cô. Nhà bác trong đó luôn hả? À, dạ. Ở kế bên công ty Hồng. Dạ. Rồi cái xe này làm sao bác đẩy ra đây ông đẩy ra đây được? Mướn xe ôm nó lôi ra. Nó lôi ra luôn, chở ông rồi nó lôi ra luôn. Mướn xe ôm nó lôi về. Dạ. Bảy mươi trăm nó lôi ra 50. Vậy là lôi ra 50, lôi về 50 là 100. Trả cho nó 50. Dạ dạ. Lôi ra trả về. Dạ. 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 Một chút chiều sáng bảy giờ. Dạ. Dạ. Ra nó lôi về. Rồi ông ở với ai hả? Ở mình. Bây giờ cái sống của mình. Dạ.
19 tuổi rồi là con mê gạo lắm. Dạ. Con bỏ nhà đi chùa. Dạ. Đi gạo gì con đi kiếm rồi con nói vậy đi. Dạ. Thật ra bây giờ con có bệnh không? Là ông hồi đó giờ có ở trong chùa không? Có chứ. Dạ, ở chùa nào ông? Hồi đó là vô đi vào cái đạo chị mình có được nghe nhận ông mình bán 4 năm cây tiêu rau mình bán đi khắc thực đó ha ông? Dạ 4 năm cây tiêu ra ra rồi cái gặp cái đạo ở Núi Cát là Phật tổ không á? Dạ Phật tổ là Phật lớn nhất á. Dạ. Ông Phật tổ bị bệnh như hay lắm. Dạ. Cách bệnh lệnh cái nhà ổng tà ma rào dung á. Dạ. Lỡ cái cửa á. Dạ. Chứ không vừa đâu. Phật tổ trị mà. Dạ. Chứ không? Chứ Phật tổ ghê lắm. Dạ. Không ai bằng Phật tổ đâu. Dạ. Bây giờ là thơ nổi tiếng ghê lắm. Dạ. Báo chí ghê lên. Trời, ông bán ở đây mấy giờ mới nghỉ? Mới về? Dạ. Rồi bữa nào cũng bán hay là bán như thế nào? Có bữa bán có bữa nghỉ. Dạ. Nghỉ bán giữa sức khỏe. Dạ. Bán hoài rồi bệnh nha. Dạ. Chứ nữa là có ngày kiếm ông không có cũng phải nghỉ luôn. Dạ. Bông này là ông mua lại của người ta hả ông? Mua lại. Dạ. Mua của nó. Dạ. Không có 20 ngàn. Dạ. Bán lại là có 50 ngàn. Dạ. Vậy ông coi bó nào lấy cho con một bó cũng được không? Một bó hả? Dạ. Một bó là 50. Dạ. Còn một chùm này 3 bó không được. Đúng rồi. Dạ. Tôi bán 3 bó có 100 à. Dạ. Nhưng cái thằng em ra nó kêu tôi bán rồi. Tôi bán là 3 bó 100 bữa tôi phải nghe lời đó. Dạ. Dạ. Rồi ông lấy cho con một bó. Bỏ bệnh rồi cậu dây. Dạ. Bỏ bệnh rồi cậu dây. À, con cầm cũng được, khỏi bệnh cũng được. Cậu dây cho cái móng xe như vậy. Dạ, 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 rồi. Ông là ông thứ mấy không? Tôi thứ hai. Dạ. Em đi mất rồi. Đây là ông Hai bán sen ở suối giữa nha các bạn. Thì mọi người có đi ngang qua đây thì ghé ủng hộ cho ông Hai. Nhưng mà tôi bán hết rồi người kia. Dạ. Nhưng có bán hả? Thiết kế ra. Dạ. Thiết kế ra. Chứ nó không biết thiết kế là gì. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Không đâu người ai nha. Dạ dạ. Dạ. Em người cúng người tượng nữ mà nắng để nắng héo. Dạ. Dạ. Tượng nữ đó là ma, để đó là ma, để nó yếu không. Dạ dạ. Con cảm ơn ông nhiều nha. Dạ. Chúc ông nhiều sức khỏe.